sơ lúc chưa làm bảo dưỡng nha. Thì máy này bây giờ chuẩn bị làm ngày sau làm chắc cũng khoảng 4-5 ngày mới xong. Đây để xem 30G còn nguyên bộ dội khoan đầy đủ hay nè. Hôm nay mới đầu mở cái máy này ra làm bảo dưỡng nha các anh chị. Thì hiện tại giờ mở ra kiểm tra thì nó cũng đạn được khoai thai rồi, chân chân là phải làm lại hết luôn. Bảo dưỡng làm mới là chị yên tâm chạy, anh em chạy luôn. Còn dần khùng thì cũng còn ok, làm đồng lại xíu thôi. Máy này máy giữ bồn luôn, không có hạ. Rồi máy này giờ đã lắp hộp số vô lại rồi ha. Thì đã kiểm tra và vệ sinh lại dần chân cũng như đắp lại hết, chống xét kỹ sau này. Hộp số mình đã gắp ra hoàn chỉnh rồi, thay cũng khá nhiều ngâm luôn. À, chào anh em nha, chiếc 30G này giờ đã bảo dưỡng hoàn chỉnh rồi. Giờ còn ráp máy, đặt giặt vài thứ vô đó là xong. Làm ok hết luôn rồi đó. Vì hơi lâu quá cho nên không quay được cái máy này nhiều. Này vệ sinh quá ha. Bồn khá được, mình cũng làm đồng lại rồi, máy làm đồng lại tiếp mới nữa. Ngon. Rồi, chiếc DC40G này đã hoàn chỉnh luôn nha anh em. Làm ok rồi đó. Thì bây giờ chỉ việc giao nó là xong. Giờ ve lại để mà chuyền thẳng lên cái xe tải lớn ha nè. Thì máy này về thanh quá nha. Thì bảo dưỡng hoàn chỉnh hết rồi đó. Rồi chụp hình với khách nha anh em. Rồi xong, bật lên luôn rồi. Rồi nó an toàn ha anh em.
Rồi, cảm ơn em đã theo dõi video ha. Chúc anh em thật nhiều may mắn và sức khỏe. Đây là cái khu vực mà mình để trưng bày máy gặt cho khách xem á. Mình sẽ quay tổng quan sơ sơ cho anh em xem ha. Hiện giờ mình đang có là khoảng mấy cái DC70G, DC70 thường, đủ loại. Tất cả đều là máy nhập hết ha. Phía trong đây thì mình có để mấy chiếc 105 để mình quay cho mọi người xem. Đây, 105, mình đang còn khoảng 6 chiếc ha. Đây là những cái DC70G Plus đó, máy thái xịn này, máy chạy nước ha. Được gần bây giờ 9 chiếc, bây giờ còn 3 chiếc thôi ha. Cũng gần hết rồi, anh em cứ lựa sớm. Ở phía trong đây thì mình cũng để máy nhiều lắm nha. Đây. Phía sau đây ha. Nhờ máy mình có để sẵn ha. Anh em cứ thích thì đến test máy à. Nghĩ chiếc nào thì lấy chiếc đó ha. Rồi đây là cái khu vực mà mình làm bảo dưỡng máy cho khách nha các bác. Thì ra đây thì các máy các bác mua sẽ được làm bảo dưỡng miễn phí ha. Sơn đồng là miễn phí toàn bộ, phụ tùng thì mình có tặng kèm theo á. Đây sao cũng được khu của máy cài nữa. Như mấy chiếc này đang làm này. À, chiếc này cũng đang gã hết ra. Chiếc này gã nhiều nữa đây nè. Này là đại tu luôn á. Đây chiếc này giờ đang làm hộp số. Gã ra làm một tí ha. Cái khu vực này kia đâu được chuyên bày máy ha anh em. Đó. Đây là cái máy thoải mái nha. Rồi, cảm ơn. Đây là cái địa chỉ của công ty mình ha, là ở 167 quốc lộ 53 huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long á. Cái này có số điện thoại. Thì công ty mình thì cách bệnh viện đa khoa khoảng chừng 800m ha. Phía bên đó tòa nhà trắng trắng kìa, xa xa kìa ha. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Ê, hai container chứ của máy gạch và điện hợp tổng cộng 6 chiếc á. Máy này chất lượng 90% hết nha. Để bây giờ mình chuẩn bị xuống máy xong rồi mình sẽ quay từng chiếc cho mọi người xem ha. Rồi cảm ơn mọi người nha.